tưởng niệm thảm họa Chernobyl, tin từ Kiev. Hàng ngàn người đã tập trung ở thủ đô Kiev để tưởng niệm lần thứ 27 thảm họa nguyên tử Chernobyl. Người tham gia tưởng niệm gồm có sinh viên, quân nhân, giới chức chính phủ và những kẻ từng trải qua thảm họa cách đây 27 năm. Họ đã đặt hoa thắp nến chung quanh một đài tưởng niệm đã được dựng lên để tưởng nhớ những người đã chết trong thảm họa và ảnh hưởng của phóng xạ nhiều năm sau đó. Ông Leonid Bulatov là người chứng kiến thảm họa nói rằng nhiều người tham gia vào công tác cứu cấp đã chết sau thảm họa. Ông ta đến để tưởng nhớ tới họ. Hôm qua, nhiều buổi lễ tưởng niệm đã được tổ chức ở Ukraine để tưởng nhớ tới nạn nhân. Lò phản ứng số 4 của nhà máy điện nguyên tử Chernobyl bị nổ vào ngày 26 tháng 4 năm 1986. Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, hàng chục người bị thiệt mạng vì ô nhiễm phóng xạ trong thời gian 3 tháng sau vụ nổ, nhưng hậu quả phóng xạ vẫn còn kéo dài. Ô nhiễm phóng xạ đã làm nhiều nơi Ukraine và Belarus không còn là nơi có thể ở được. Ngày 15 tháng 12 năm 2000, lò phản ứng cuối cùng của nhà máy đã đóng cửa. Công tác xây cất một kiến trúc che phủ lò phản ứng số 4 sẽ hoàn tất vào năm 2015 với số tiền ước tính là 2 triệu Mỹ Kim.